Anh em nhá, thì hôm nay em có làm một máy kích cá 3 tầng công suất khủng nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, gửi cho anh Giai ở trên Lai Châu nhá. Đấy thì anh có đặt bên em một con 3 tầng công suất khủng chuyên kéo cáp và đi vào sông hồ lớn. Thì những cái dòng máy này nó kéo cáp được độ sâu và nó sẽ không bị sụt áp khi mà đưa cáp xuống sâu nhá. Nên này cá nó lên cực kỳ tốt và ngon. Thì anh em cùng đón chờ, em sẽ mở sâu nội thất cho anh em xem nội thất máy của kích cá 3 tầng nhá. Con này công suất khủng nhất Việt Nam thời điểm hiện tại luôn. Anh em cùng xem video nhá. Đây, chẳng hạn cho thằng em chỉ nhá, đi 3 tiếng này, dọc bố thuyền này. Đấy, khoang này, 3 tầng, nó cao. Đây, 3 tầng nó cao nha các bác nhá. Em chỉ cả Trung Quốc vào nhận nhá, 3 tiếng, xúc chắn tay luôn. Chào anh em nhá. Thì đây là toàn bộ nội thất bên trong của siêu phẩm máy kích cá 3 tầng công suất khủng nhất Việt Nam. Thì em đã mở vỏ và mở cái nắp máy ra cho anh em xem nhá. Thì cấu hình của nó sẽ chạy tổng cộng là 4 cảm E65, 8 tụ đầu ra 450 1000 mi này, và tổng cộng là 10 tụ băm nhá. Đấy, thì nó sẽ băm bằng SCR khối và dàn diode của nó là diode FET. Đấy, anh em nhìn nhá, toàn bộ vật bắt vào miếng nhôm có nhôm tản nhiệt. Thì dàn FET là FET y dây áp lưng đồng, 108 con FET nhá, 3205 lưng đồng. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp luôn, toàn bộ linh kiện xịn. Quạt gió thì em cũng yêu cầu là lắp quạt gió thổi siêu khỏe để làm mát cho cái máy cực kỳ tốt nhá. Đấy, để khi mà anh em sử dụng cái máy nó bền nhất có thể. Ok, đây em thử nhá. Đó, tiếng máy cực kỳ, à quên, xin lỗi anh em, tiếng quạt gió cực kỳ to nhá, nhưng mà nó sẽ làm mát cực kỳ tốt để cho anh em kéo cáp và đánh vợt là nó sẽ bền nhất có thể. Đấy, ok, thì em sẽ test tần số nhá. Con này thì áp cao nên đánh tần số thấp thôi, mắc của nó được 200 cơ, nhưng mà anh em chỉ đánh tần số tầm 4 mấy thôi. Đấy, thử nhá. Đấy nhá. Đó, 5000W này. Tăng tần số nhá, em tăng tần số này. Anh em nhìn thấy chưa? Rất là mạnh nhá. Tiếng quạt gió rất là to, công suất nó rất là lớn. Thì con này vừa kéo cáp và vừa đi vợt đều được. Thì anh em muốn đi vợt thì để tần số là 45 75 40 nhá, chuyên về cá trắng nhá. Đấy. Chuyên về cá chép này. Đây, chuyển tiếp tần số cũng chuyên cá chép này, 45 75 28 này. Đấy. Ok. Đó. Công suất rất là khủng nhá. 5000W sáng quắc luôn. Đó, tăng tần số dần nhé. Đây. Đây, thôi để nước khác đi, để nước này đi. Để mình tăng tần số để tí đỡ phải chỉnh lại này. Này, tăng dần nhá. Đây, tăng băm này. Anh em nhá. 95, 100 và 40 đi, thử nhá. 5000W sáng quắc luôn. Đó, mình sẽ cho băm cá lăng nhá. Băm chuyên về ra chơi nhá. 30, 100 và 100 nhá. Chuyên về đánh cá ra chơi nhá. Thì tần số này sẽ đánh chuyên cá ra chơi. Nếu mà bác nào mà thích đánh kéo cáp cá da trơn thì 12 15 mét cáp thì chơi tần số này nhá. Đấy, chuyên già da trơn nước sâu thì tần số này đánh cáp ở dưới sâu nó sẽ không bị sụt tải nhá. Đấy. Đánh da trơn là tầm 12 đến 15 mét nước nhá. Đấy, còn nếu mà đánh cá tổng hợp vừa da trơn vừa cá có vảy thì sẽ đánh được tầm khoảng 12 mét đối với cái dòng 3 tầng này nhá. Đấy, 3 tầng áp cao. Tăng tần số này. 5000W sáng quắc nhá, anh em nhìn thấy không? Công suất rất là lớn luôn. Cực kỳ đẳng cấp. Đó. Anh em nhìn cấu hình là đã biết nó như thế nào rồi. Bán và đã có rất nhiều khách hàng phản hồi chất lượng máy thì anh em có thể tham khảo ở trong Zalo của em sẽ gửi phản hồi từ khách hàng cho anh em tham khảo nhá. Đấy, còn bác nào mà muốn kéo tổng hợp thì có rất là nhiều kiểu kéo và tần số kéo, thì em sẽ mua máy thì em sẽ hướng dẫn cho các bác chi tiết nhất nhá. Đấy. Ok, thử này. Đấy. Ok. Đó. Rất ngon luôn nhá. Đây là tần số 55 này. Tiếng quạt kêu quá là to luôn, tại vì là nó mát máy. Còn bác nào mà không thích quạt to thì bảo em lắp quạt quạt bình thường thôi, lại không phải là quạt siêu tốc. Đấy, thì tiếng nó sẽ đỡ ồn hơn. Ok, thì em đã test máy xong nhá. Thì cảm ơn các bác đã xem video. Đấy, các bác nhìn cấu hình nhá, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, rất nét.
thì hai nút này là cò đánh theo màn hình mình chỉnh này, hai cò ngoài là cò mắc công suất này. Đấy, đây là đầu ra vợt nhá và ra cáp. Nếu mà anh em đánh cáp thì một bên càng âm, một bên càng dương. Đấy, và tắt tụ băm, đồng hồ báo nhiệt độ độ ẩm. Đấy. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nhá.